Ghi nhận tiếp theo tại huyện Xuyên Mộc, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với chủ đề chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Lễ meeting tháng hành động vì bình đẳng giới phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 25 tháng 12 năm 2019 tại huyện Xuyên Mộc nhằm nâng cao nhận thức sự tuân thủ pháp luật về bình đẳng giới và thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời từng bước cải thiện môi trường sống, học tập, làm việc thân thiện, an toàn cho người dân, không có bạo lực và phân biệt đối xử trên cơ sở giới. Sau buổi lễ, hơn 200 đoàn viên thanh niên học sinh lực lượng vũ trang của huyện đã cùng diễu hành trên các tuyến đường trung tâm của huyện nhằm tuyên truyền về phòng chống bạo lực giới.